Nhậm Tuyền, Công Tôn Sách gần 30 năm trên tình bạn dưới tình yêu với Lý Băng Băng. Từ Công Tôn Sách đẹp nhất màn ảnh đến ông chủ của 45 công ty. Nhắc tới Nhậm Tuyền, hẳn người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới nhân vật Công Tôn Sách do anh thủ vai trong bộ phim truyền hình Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Hiền. Cũng nhờ vai diễn này mà anh đã trở thành nam thần đình đám một thời của làng giải trí Hoa ngữ. Nhậm Tuyền sinh năm 1975 và là bạn cùng khóa với Lý Băng Băng tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Nam diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của làng giải trí Hoa ngữ sau vai diễn Công Tôn Sách trong Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Hiền. Nhờ nét thư sinh dịu dàng và gương mặt điển trai, Nhậm Tuyền được công chúng bình chọn là Công Tôn Sách điển trai nhất màn ảnh. Các vai cổ trang do nam diễn viên họ Nhậm thủ vai được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt và khen ngợi không tiếc lời. Không chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, Nhậm Tuyền còn là một người rất nhanh nhạy trong chuyện đầu tư kinh doanh. Được biết, ngay từ khi mới là một chàng sinh viên, nam diễn viên đã quyết đoán vay tiền bạn bè để mở nhà hàng và nhanh chóng thành công từ đó. Có lẽ duyên với kinh doanh của Nhậm Tuyền lớn hơn so với nghiệp diễn. Chính vì vậy, đến năm 2016, chàng diễn viên điển trai đã tuyên bố giải nghệ để tập trung cho sự nghiệp đầu tư. Khi trả lời phỏng vấn với tờ Sina, anh cho biết: "Tôi đã quyết tâm không bao giờ đóng phim nữa." Thời gian đã chứng minh rằng quyết định của Nhậm Tuyền là hoàn toàn chính xác. Chỉ sau hơn 3 năm giải nghệ, anh đã trở thành ông chủ của 45 công ty trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ truyền thông văn hóa, phim ảnh truyền hình tới ẩm thực y tế. Theo Sina, giờ đây chàng trai họ Nhậm đã làm chủ tới 45 công ty và giữ vai trò cổ đông của 28 công ty khác. Đáng kể nhất trong khối tài sản mà Nhậm Tuyền sở hữu phải kể tới quỹ đầu tư Star VC, công ty thương mại điện tử HS Style, chuỗi nhà hàng lẩu Tứ Xuyên có mặt khắp Trung Quốc với tên gọi thuộc địa truyền thuyết. Ngoài ra, anh còn là cổ đông của Hoa Nghị Huynh Đệ, một công ty giải trí có tiếng tăm tại đất nước tỷ dân, nơi quản lý những ngôi sao danh tiếng như Lý Băng Băng, Ôn Bích Hà, Lý Hiện, Angela Baby. Cuối năm 2019, truyền thông Trung Quốc lại được một phen xôn xao khi có tin rằng chàng Công Tôn Sách ngày nào đã mua lại cả tạp chí danh tiếng Marie Claire, tờ tạp chí có sức ảnh hưởng lớn nhất tại xứ tỷ dân, với trang bìa đắt giá mà mọi nghệ sĩ đều mơ ước sự xuất hiện ở trên đó. Mặc dù sau này đã có tin rằng Marie Claire thực ra là thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Gia Nhân với người đại diện pháp lý là Lưu Hạo và có vốn đầu tư khoảng 720 tỷ đồng. Tuy nhiên, do mối quan hệ thân thiết giữa Nhậm Tuyền và Lưu Hạo nên còn rất nhiều nghi ngờ rằng người đứng sau tạp chí lừng danh này thực ra là Nhậm Tuyền. Mặc dù là một người thành công trong lĩnh vực kinh doanh, sở hữu một khối tài sản khổng lồ, thế nhưng cho tới nay Nhậm Tuyền vẫn còn độc thân. Không ít người tin tưởng vào mối tình trai tài gái sắc giữa anh và Lý Băng Băng. Thế nhưng ông chủ Nhậm chỉ cười xòa, chúng tôi quá thân thiết nên không thể nào yêu nhau được. Gần 30 năm trên tình bạn dưới tình yêu với Lý Băng Băng. Lý Băng Băng bước chân vào ngôi trường Học viện Hí kịch Thượng Hải khi vừa tròn 20. Sinh trưởng trong một gia đình bình thường, kinh tế eo hẹp lại không có chống lưng hay nền tảng nghệ thuật, Lý Băng Băng luôn có dáng vẻ ngượng ngùng hay dè dặt. Nhậm Tuyền cũng là người con của mảnh đất Hắc Long Giang giống Lý Băng Băng. Trong khi Lý Băng Băng tự ti ít nói thì Nhậm Tuyền tự tin sôi nổi với thành tích học tập hoành tráng. Sau nhiều lần đóng quảng cáo chung, cả hai dần nhận ra nhau là đồng hương nên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Một người đứng đầu lớp và một kẻ chuyên môn đội sổ bỗng trở thành cặp bài trùng mỗi lần đóng kịch tiểu phẩm thảo luận bài thi. Từ một cô gái quê quê tự ti ngại giao tiếp, Lý Băng Băng trở nên dạn dĩ, cứng cáp và năng nổ hơn rất nhiều, tất cả là nhờ Nhậm Tuyền. Lý Băng Băng bước chân vào Học viện Hí kịch Thượng Hải với gánh nặng từ phía gia đình. Gia cảnh bình thường, bố mẹ làm công ăn lương với thu nhập vỏn vẹn 300 tệ tương đương 1 triệu đồng. Vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ Lý Băng Băng bất ngờ đổ bệnh, cả nhà rơi vào bế tắc. Lý Băng Băng định bỏ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nhưng bố cô với niềm ao ước không nguôi con mình được học đại học đàng hoàng tử tế lại khuyên nhủ, dù có phải bán nhà bán cửa, bố mẹ cũng cho con học đại học. Lý Băng Băng tận dụng tất cả những ngày rảnh rỗi để đi kiếm việc làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, và người bạn gắn bó suốt 4 mùa hè cùng cô kiếm từng đồng trang trải cuộc sống không ai khác chính là Nhậm Tuyền. Mãi đến sau này, kỷ niệm đẹp nhất Nhậm Tuyền thường xuyên nhắc lại ấy là khi anh chở cô trên chiếc xe đạp gõ cửa từng đoàn phim, từng nơi nhận đóng quảng cáo. Hai người bạn đồng hương đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố Thượng Hải sầm uất. Cứ thế, ai ai trong trường cũng tưởng Lý Băng Băng, Nhậm Tuyền là một cặp đôi yêu nhau, chỉ vì lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Tình bạn vì thế mà cũng bền chặt theo năm tháng. Nhậm Tuyền trở thành người bạn thân thiết cũng như chỗ dựa tinh thần của Lý Băng Băng. Có truyền thuyết kể lại rằng Lý Băng Băng trúng một shop quảng cáo lớn với cát xê lên đến 100.000 nhân dân tệ, 350 triệu đồng. Nhậm Tuyền mang hẳn một chiếc túi lớn lặn lội từ Bắc Kinh tới Quảng Châu để giúp người bạn của mình mang vác tất cả số tiền ấy trở về nhà. Ra trường, trong khi Lý Băng Băng tiếp tục nhận được nhiều hợp đồng, thì Nhậm Tuyền nhận ra rằng là một diễn viên thật sự không hề dễ dàng. Anh bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ làm kinh doanh. Trong tay gom góp được 30.000 tệ, tất cả số tiền cát xê do đóng phim ròng rã mới có, anh vẫn không đủ tiền để trang trải tiền thuê mặt bằng. Lý Băng Băng ngay từ đầu đã rất phản đối chuyện cậu bạn mình lãng phí 4 năm theo đuổi nghiệp diễn để mở nhà hàng kinh doanh. Vậy nhưng khi Nhậm Tuyền ngỏ lời vay mượn 30.000 tệ, cô vẫn không nói không rằng đưa ngay số tiền đó cho người bạn thân nhất của mình, chỉ nói rằng thua lỗ thì anh cũng không cần trả lại cho em. Năm 2000, Lý Băng Băng ký hợp đồng với Hoa Nghị Huynh Đệ, công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc, còn Nhậm Tuyền cũng cá kiếm không ít từ kinh doanh nhà hàng. Lý Băng Băng âm thầm thu thập lại toàn bộ
hình ảnh về những bộ phim, vở kịch mà Nhậm Tuyền từng đóng, làm hồ sơ gửi cho Hoa Nghị huynh đệ nhờ xem xét. Năng lực là một phần, nhưng phần còn lại, Lý Băng Băng khiến người bạn của mình hoàn thành giấc mộng sự nghiệp điện ảnh cần được nối tiếp. Nhậm Tuyền chính thức ký kết trở thành gà của Hoa Nghị. Cả hai đóng chung với nhau hơn 20 bộ phim, trong đó có nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Tuổi Trẻ Hành Động, Nhất Cước Định Giang Sơn và đặc biệt nhất là Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên. Thân thiết hết mình với nhau là vậy, nhưng cặp đôi lại từng có khoảng thời gian khó nói. Lý Băng Băng nhận ra, nếu như cô và anh cùng xuất hiện chung trong một sự kiện, ký giả chỉ vây quanh cô mà không đoái hoài gì đến anh. Cô chủ động rút lui mọi sự kiện có sự hiện diện của anh như một cách tôn trọng bạn mình. Làm bạn 19 năm trời, cho đến những ngày thành lập công ty, chỉ vì bất đồng quan điểm kinh doanh, cả hai tranh cãi nảy lửa, không thể nhìn mặt nhau. Những nút thắt cao trào của cặp đôi kim đồng ngọc nữ năm xưa chỉ có thể được giải tỏa khi trong một bài phỏng vấn, Nhậm Tuyền ngậm ngùi chia sẻ về người bạn thân thiết của mình. Lý Băng Băng là một cô gái rất mạnh mẽ và độc lập. Những gì cô ấy có được của ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà cô ấy đã bỏ ra. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc cho người bạn của mình. Tôi chỉ muốn dặn dò Băng Băng rằng khi đóng phim ở xa, hãy giữ gìn sức khỏe và chú ý an toàn. Đến lúc này, người đẹp họ Lý mới nhận ra rằng những tranh cãi bất đồng cả hai đang đối mặt hoàn toàn là điều nhỏ nhặt. Trong mắt Nhậm Tuyền, Lý Băng Băng là gia đình. Bố mẹ mất từ sớm, anh coi bố mẹ Lý Băng Băng là bố mẹ mình, thường xuyên qua ăn giật bữa cơm gia đình ấm cúng. Còn cô coi Nhậm Tuyền là người tâm giao tri kỷ. Có một điều sẽ nói một điều, có 10 uẩn khúc sẽ giải bày cả 10 uẩn khúc. Khoảnh khắc biết mình là ảnh hậu, người đầu tiên Lý Băng Băng gọi điện thông báo không phải là bố mẹ mà chính là Nhậm Tuyền. Bên cạnh nhau một phần tư thế kỷ, anh và cô vẫn chưa bao giờ là người yêu của nhau. Nguyên nhân được cho là do cả hai yêu thương nhau như ruột thịt, cộng thêm quá hiểu đối phương nên không thể tiến tới. Người ta tiếc nuối mãi khi Lý Băng Băng lộ ảnh hẹn hò với một cậu trai kém tận 16 tuổi nọ. Họ đặt câu hỏi tại sao không phải Nhậm Tuyền, bởi hình ảnh bóng người con trai quen thuộc suốt nhiều năm qua bên cạnh cô luôn là anh. Vậy nhưng họ đã quên mất có một thứ tình cảm tuyệt vời hơn cả tình yêu, đó là tình tri kỷ. Gần 30 năm trôi qua, từ hai cô cậu nhà quê lên tỉnh, ngây ngô giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Một người trở thành Lý quốc tế, một người trở thành ông chủ Nhậm. Cả hai vẫn chân thành dành cho nhau những tình cảm trong trẻo. Trong mắt Nhậm Tuyền không có một Lý quốc tế sang chảnh nào, mà chỉ là cô em gái mãi mãi ở độ tuổi thiếu nữ. Cũng như trong lòng Lý Băng Băng cũng không có ông chủ Nhậm khó tính đăm đăm, mà trọn đời này vẫn là soái ca đẹp trai nhất của lòng mình. Ở bên cạnh nhau, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, dìu dắt nhau qua khó khăn, hứa hẹn sẽ luôn ở bên nhau đến suốt đời.